Nhật Bản gây thất vọng khi gục ngã trước Iraq. Nhật Bản gây thất vọng khi thua sốc Iraq với tỷ số 1-2 ở lượt trận thứ 2 bảng D thuộc vòng chung kết ASEAN Cup 2023 diễn ra tối ngày 19 tháng 1. Sau trận thắng nhọc nhằn trước Việt Nam, huấn luyện viên Hajim Moriyasu của Nhật Bản đặt mục tiêu đánh bại Iraq để chứng tỏ sức mạnh của đội bóng số 1 bóng đá châu Á. Tuy nhiên, đội bóng xứ mặt trời mọc một lần nữa có màn trình diễn thiếu thuyết phục trước đối thủ mà họ thắng 7-1 một trong những lần gặp nhau gần nhất. Huấn luyện viên Yusuf Kasat của Iraq đã cho thấy tài thao lực tài tình của mình khi những điều chỉnh nhân sự đều mang lại hiệu quả. Khác với trận trước, nhà cầm quân người Tây Ban Nha quyết định tung hậu vệ trái Ahmed Yahir và tiền đạo Amen Hussein vào sân ngay từ đầu. Chân sút cao 1,9m Amen Hussein chính là người lập cú đúp ở hiệp 1 với các pha đánh đầu ghi bàn ở phút thứ 5 và 45 năm. Trong khi đó, Ahmed Yahir không những ngăn chặn những pha xuống bóng tốc độ ở cánh của Junya Ito, Nhật Bản, mà còn góp công với đường chuyền giúp Amen Hussein nhân đôi cách biệt. Nhật Bản dù kiểm soát bóng vượt trội nhưng các học trò của huấn luyện viên Moriyasu thiếu sự đột biến trong tấn công để đánh bại hàng thủ cao to và bọc lót tốt của Iraq. Các ngôi sao tấn công của Nhật Bản như Takuma Asano, Takumi Minamino và Takefusa Kubo đều không có nhiều khoảng trống trước lối chơi pressing và sự đeo bám từ đội bóng vùng vịnh. Hàng công bế tắc buộc huấn luyện viên Moriyasu phải có điều chỉnh trong hiệp 2 khi tung Takehiro Tomiya, Ayase Ueda và Ritsu Yuan vào sân. Tuy nhiên, Nhật Bản không thể tạo nên sự khởi sắc bởi các pha dàn xếp tấn công trung lộ sở trường đều bị bịt kín trước hàng thủ số đông của đối thủ. Hy vọng có điểm của đội bóng xứ mặt trời mọc chỉ được nhen nhóm sau khi Wataru Endo rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 93. Tuy nhiên, Nhật Bản không còn đủ thời gian để làm nên cuộc ngược dòng. Với chiến thắng ấn tượng trước Nhật Bản, 3 điểm, Iraq đã sớm đoạt vé vào vòng 16 đội sau 2 trận toàn thắng. Ở lượt trận cuối bảng D diễn ra ngày 24 tháng 1, Iraq sẽ gặp Việt Nam. Còn Nhật Bản đấu với Indonesia.